Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi sáng của ngày 24 tháng 10 thì con có nội dung thông tin con muốn chia sẻ đến các bác chị mình, chia sẻ đến Phật tử và chia sẻ đến những người đặc biệt yêu mến Sư Minh Tuệ. Và cả nhà ơi, trong sự việc và trong cái buổi talk show vào ngày 20 tháng 10 của chị Hai ngàn tỷ chúng ta, CEO ngàn tỷ, có rất nhiều sự việc xảy ra mà chúng ta rất là bất ngờ và giật mình luôn cả nhà. Thì trước khi cái buổi talk show đó thì chị Hai nói rằng là sẽ quốc Sư Minh Tuệ không chuẩn phát nào. Và chị Hai chắc có lẽ là thấy quá nhiều người đã lên tiếng về vụ việc này nên chị Hai run sợ. Và chị Hai đã ra một cái kế sách để mà vẹn toàn, cái kế sách để mà đối trả đối đáp lại trong cái sự việc quốc không chuẩn phát nào của chị Hai nghìn tỷ. Và chị Hai cũng không có cái cớ gì mà để quốc Sư Minh Tuệ cả, đúng không cả nhà? Sư Minh Tuệ là một người tu tập, một người tu tập theo 13 hành đầu đà, ba y một bát, không cần danh lợi, không cần tiền bạc, và ngài bây giờ thì đã được cơ quan chức năng bảo vệ an toàn. Chúng ta cũng hoan hỷ và mong rằng là ngài sẽ được luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vững chắc, vững chãi trong con đường tu tập của mình. Và sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ trong năm 2024 nó là một cái gì đó trên mạng xã hội rất là hot và trong lòng mọi người, thắp sáng lên niềm hy vọng của giáo hội, thắp sáng lên niềm hy vọng của nền Phật giáo nước nhà, đúng không cô anh chị? Sư Minh Tuệ xuất hiện thì lộ rõ rất là nhiều sự việc khủng khiếp lắm, đã được che giấu rất là kỹ, nhưng mà được nồi cơm điện của Sư Minh Tuệ soi chiếu lộ ra hết. Điều đặc biệt cái này mấy hôm nay thì tờ báo đưa thông tin về ông Thích Chân Quang ha. À, ông Thích Chân Quang và đã hủy kết quả học tập và thu hồi bằng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang rồi. Cả nhà thấy có gàng điều này. Và điều đặc biệt cái buổi live show của chị 2000 tỷ của chúng ta đó thì lại nhắc đến một người phụ nữ mà có một tổ chức không thể chấp nào chấp nhận được trên đất nước chúng ta, đó là tổ chức Việt Tân. Và đây là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người phải phân vân và suy nghĩ, và đôi khi có sự là giật mình khi mà cái câu chuyện này lại được đưa vào cái buổi live show, cái buổi talk show lớn như thế này. Và đây thì mọi người hỏi là ai đứng sau cái người phụ nữ này? Nếu đúng là một cái tổ chức Việt Tân thì ai là người đứng sau và kết nối cái sự đi đến tìm cô chị Hai ngàn để chúng ta để mà tìm gặp nói chuyện và đòi là giải cứu Sư Minh Tuệ và đòi là cùng fan hai bên bắt tay để mà ABC. Cả nhà thấy có gà không ạ? À? Và đây là cái câu nói của chị 2000 tỷ chúng ta. Chúng ta cùng vào nghe một đoạn thôi nha. Đây, để coi là có những cái sự thắc mắc và những cái sự gì nó không có liên quan hoặc là liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chị 2 chúng ta. Cả nhà biết rằng là một cái điều này rất là nhạy cảm. Rất là nhạy cảm ha. Cho nên là chúng ta cũng không có nói quạch tẹt ra được. Chính người phụ nữ này đã đến kêu tôi bà Sư là tổ chức Việt Tân sai bại đến gặp tôi giao nhiệm vụ. Dạ vâng, cả nhà vừa nghe cái câu của chị Hai nói rằng đây là người phụ nữ của tổ chức Việt Tân sai đến để tìm gặp tôi và nhờ giao nhiệm vụ. Cái câu này nó rất nhiều ý nghĩa. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì ở đây? Và chị là ai mà lại giao cho chị Hai tôi nhiệm vụ? Rõ ràng cái câu hỏi này rất là hóc búa. Cô nói không nơi nào mà đất nước quê hương mình. Và tôi khuyên bà ấy rằng là không được suy nghĩ. Thì bà đưa cái đoạn đó, bà ấy nói gì và cô nói gì. Thật ra thì những việc làm của chị Hai khiến cho chúng ta cũng rất là khâm phục. Khi mà bỏ ra hàng chục, hàng trăm tỷ đồng
để mà hỗ trợ người dân, và điều đặc biệt là cái quỹ mổ tim. Nhưng chuyện nào cái chuyện đó trong cái câu chuyện này, cả nhà thấy rõ ràng không ạ? Và cái sự cái hệ lụy mà khi mà đòi quốc sư minh tuệ thì chị đã phản tác dụng cực kỳ mạnh, bị phản đam. Bây giờ thì cái khu du lịch của chị rất là vắng bóng, và rất là nhiều người từng là fan của chị đã quay xe với chị, quay xe với chị. Cả nhà nhớ một điều rằng cái tổ chức Việt Tân là một tổ chức phản động. Và đất nước chúng ta đang bình yên được như ngày hôm nay là được sự cố gắng của tất cả mọi người. Và ông cha ta đã dùng những sự hy sinh của mình để được bình an và sự kinh tế phát triển, hoặc là được một đất nước như hiện nay. Thì chúng ta không cho phép, cho dù đó là một người hay một tổ chức nào nhằm ABC đất nước chúng ta được. Đó là rõ ràng. Và cả nhà biết thì chị hai của chúng ta là một người học thức thì chúng ta không biết bao nhiêu, nhưng mà chị rất là mạnh miệng, rất là mạnh miệng. Và chị là có một cái tôi cực kỳ lớn, có thể là lấp bóng mọi người luôn. Và điều đặc biệt ở đây thì chúng ta đang hỏi rằng là ai đứng sau lưng cái người, cái tổ chức này mà chị hai cho rằng là cái tổ chức Việt Tân. Và có một số người đây gọi đây là một cái thuyết âm mưu khi mà quốc sư Minh Tuệ không được. Cái thuyết âm mưu của chị hai đó, khi mà đã nói rằng là 50-50 quốc sư Minh Tuệ không được, có nghĩa là chị ta đang so sánh đó cả nhà. Chị hai chúng ta đang so sánh là cái fan của chị ta là 50 và fan của sư Minh Tuệ là 50. Nhưng họ chị đâu biết rằng là những người yêu mến sư Minh Tuệ đó rất là đông. Có thể là 10 người thì hết 8 người yêu mến sư Minh Tuệ rồi. Không phải người ta yêu sư mến sư Minh Tuệ vì sư Minh Tuệ giàu có. Không phải người ta yêu mến sư Minh Tuệ vì sư Minh Tuệ có quyền, có chức, có địa vị trong xã hội. Mà người ta quý cái hạnh tu tập của sư Minh Tuệ, một người dám buông bỏ tất cả trong cái năm 2024 trên cái xã hội này, thì chúng ta đang dẫm đạp lên nhau mà sống. Và cái điều đặc biệt của sư Minh Tuệ là ngài không cần tất cả, không cần bất cứ gì hết, chỉ ba y một bát, và hương thơm của ngài lan tỏa đi muôn nơi. Không tin thì cả nhà xem, có rất là nhiều bài thơ, rất là nhiều bài hát và rất là nhiều tranh ảnh tạc tượng về sư Minh Tuệ, rất là nhiều. Và chị hai đang dùng cái phép so sánh 50-50 đó, là chị hai đang so sánh chị hai và sư Minh Tuệ, coi thử bên nào hơn nhau. Nhưng mà chị hai đã sai lầm khi một cái là có thể gọi gậy ông đập lưng ông, là cái bài, một cái kịch bản chị hai viết ra đã phản đam cực gắt cho chị hai. Và sau cái buổi mà talk show của chị hai của chúng ta đó, là tất nhiên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc ngay, tại liên quan đến một cái tổ chức mà không thể nào chấp nhận đất nước chúng ta được. Mà còn đòi là chị hai nói rằng là người phụ nữ đó đến giao nhiệm vụ cho chị hai, và chị hai là cái gì mà người đó, phụ nữ đó phải đến giao nhiệm vụ. Cả nhà nghe lại một phút ạ. Chính người phụ nữ này đã đến kêu tôi và xưng là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ. Cả nhà mình nghe không ạ? Không có phải là mình quy chụp, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng một điều là giữa cô, giữa chị 2.000 tỷ và cái người này có liên quan, liên kết gì với nhau hay không? Hay là một sự việc mà chị đã hai đã sắp đặt bài mưu tính kế để mà nhằm hãm hại sư Minh Tuệ? Đây cũng có thể gọi là cái nước cờ chị hai đi rất là gắt. Nếu mà những người mà không đủ hiểu về chị hai và không yêu thương sư Minh Tuệ, họ sẽ nói rằng là sư Minh Tuệ ABC, sư Minh Tuệ sẽ là một người trong cái tổ chức này hay chăng? Rất là nhiều người đã comment như thế nha. Con nói thật, rất là nhiều người. Và con làm về vấn đề này thì cũng có rất là nhiều người comment rất là tiêu cực, rất là tiêu cực cả nhà. Nhưng mà con nói với cả nhà mình á, không có dám cái tổ chức nào mà dám mà ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật
mà dám đi vào cái nơi như thế mà gặp chị hai và giao nhiệm vụ như thế đâu. Chị hai nhận nhiệm vụ gì? Đó là cái câu hỏi mà mọi người đều hỏi chị hai và đợi chị hai trả lời. Trong khi là những cái động thái của chị hai rất là ân cần, niềm nở và có sự đau xót dành cho người phụ nữ này. Lao nước mắt luôn cả nhà. Miệng thì luôn nói là mình là cái người yêu thương đất nước, yêu đất nước và thương dân. Nhưng mà thật ra thì chị hai đang làm những việc gì thì chỉ có ơn chị hai hiểu thôi. Ơn chị hai hiểu thôi cả nhà. Rõ ràng là vậy. Khi mà sự việc này dần được hé lộ thì người nhà của cái chị này đó, cái cô này đó, cái cô mà được gọi là cho cái tổ chức Việt Tân, Việt Tân gì đó, cũng đã lên cơ quan chức năng để trình báo sự việc. Quá rồi, quá gắt gối rồi cả nhà. Và chị hai chúng ta đang tự chối mình lại ha, tự chối mình lại những cái câu chuyện về T30 chạy ra mang phước, rồi giường đào ha, rồi là hoàng thượng hoàng hậu, quy chụp quy kết thanh tra còn đòi là cơ quan chức năng phải vào thanh tra chạy giam T An Phước. Chị hai quá dũng dạc. Và con ếch thì thường lỗ miệng mình thôi, cả nhà thấy nếu con ếch nó không kêu thì ai biết nó nằm ở đó. Và chị hai thì đang vặt áo cho người ta xem lưng rồi. Cái sự việc này thì cả nhà biết rằng á là nó rất là nguy hiểm đến cho chị hai. Và em cũng mong rằng là chị hai nên biết rằng mình là vừa trong nằm viện, trong cái diện mà nằm đang theo dõi, đang được cơ quan chức năng theo dõi. Và con xin nhắc lại rằng một người mà đã một người công dân tốt thì họ sẽ không biết cái trại giam là như thế nào đâu. Một người công dân tốt thì họ sẽ không bao giờ biết cái trại giam là như thế nào. Và một người tốt thì làm gì sao vào tù được. Rõ ràng là vậy. Nếu chúng ta là một công dân tốt, chúng ta làm đầy đủ trách nhiệm của một người công dân, chúng ta không mượn cái quyền tự do ngôn luận để mà quy chụp kết tội hoặc là xúc phạm danh dự người khác hoặc là tổ chức cá nhân, thì làm sao chúng ta lại là vào 2 năm 6 tháng tại trại giam An Phước. Và tội thì chồng tội khi mà trong cái thời gian mà chị hai đang đang được ra ngoài mà được giảm án nữa. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây á là chị hai đang đi một cái nước cờ sai lầm. Sai một ly là đi vào trại giam An Phước tiếp tục ha. Thế hoàng hậu sẽ chờ chị hai và rất là niềm nở, trao cho chị hai một số cuốn lịch rất là nặng, chứ không phải là hai cuốn mấy gì đâu. Có thể đợt này là chị hai đi lâu hơn nữa. Và cả nhà thấy khi mà chị hai vào trong cái trại giam An Phước đó, cuộc sống của mọi người rất là yên bình. Chúng ta không có tranh luận, không đánh đá với nhau, không có phân chia ranh giới, chỉ có yêu thích Sư Minh Tuệ. Và mọi người đều bình thường, bình yên. Và từ ngày mà chị hai ra khỏi được trại giam đó thì sóng gió lại nổi lên, cuồng phong bão táp vân vân ha. Chị hai rất là hay. Và có một cái bài hát là Thầy Tôi Tội Gì để gửi đến chị hai. Có nhiều người lên tiếng về vụ việc này lắm, chứ không phải là riêng một mình con. Rồi thì chúng ta cùng con mời quán chị mình cùng chờ đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra làm rõ và phân tích sự việc này như thế nào. Có nhiều câu hỏi tại sao mà sự việc này không lên những tờ báo. Tại vì biết cơ quan chức năng họ làm việc phải đầy đủ pháp lý, đầy đủ trình tự và đầy đủ chứng cứ người ta mới lên báo viết, chứ không phải mà bình thường đâu. Và có nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao mà từ ngày 20 tháng 10 thì chị hai tới giờ chị hai chưa lên sóng livestream hoặc là làm cái việc gì, chưa có hình ảnh nào đưa lên. Và những cái người, cả nhà ơi, những cái người mà thân thuộc của chị hai đó thì bây giờ có một số người lại không dám đăng video luôn. Kênh của anh Nhân nè, Nhân Kinh Hoàng nè, đó, cái kênh mà có thể là gọi là thề, là có thể là sống thề với chị hai đó. Sóng gió bao nhiêu thì anh Nhân vẫn chịu với tiếp chị hai đó. Và bây giờ em thấy là không có quay nữa, chắc có lẽ cũng muốn quay xe rồi. Nếu mà chị hai cả nhà, nếu mà chị hai giàu có như thế này rồi,
làm việc thiện như thế này rồi, tâm mình tĩnh một xíu, mình vẫn giữ miệng giữ mồm một xíu và bỏ đi cái tôi của chị, thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều rồi. Khi mà con rất là mừng khi mà con hay cái thông tin đó là quỹ mổ tim sẽ được mở lại. Con không bao giờ nghĩ rằng là con sẽ lên để phản bác chị Hai đâu, tại con cũng rất yêu mến chị Hai. Nhưng mà từ ngày con thấy chị Hai đi một cái dáng cào, vẽ ra một cái đường đi và tự mình tự biên tự diễn một cái vai diễn, thì con lại và nhắc tên Sư Minh Tuệ quốc không dược phát nào là con lại không còn yêu quý như ngày xưa nữa. Bây giờ là chỉ còn là tôn trọng cái sự làm việc, cái việc làm mà gọi là từ thiện thôi. Chứ bây giờ con sẽ, nếu mà chị không còn từ thiện nữa, không giữ cái mộ quỷ mô tim nữa, thì con cũng như vậy ha. Những việc làm tốt, và hy vọng là chị Hai sẽ không gặp sự biến cố gì lớn. Tại vì chị còn ở ngoài thì những người dân nghèo khổ họ được nhờ, nói thế nào là rõ ràng là vậy. Thì cuối video thì con xin chúc cô chú anh chị mình có một buổi sáng của ngày 24 tháng 10 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Con xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại.